nguyên nổi luôn trời. Hello, xin chào ông bà, cô chú, anh chị. Bữa nay tụi em tiếp tục lại chơi cái môn mà thảy nước hôm bữa nữa, cô chú anh chị. Nhưng mà là nhà phải là ướp mặt vô bột. Đúng rồi. Bây giờ là chay lỡ nha anh em. Thì cái quy lực cuộc chơi cũng y như bữa hổm vậy đó, cô chú anh chị. Là bây giờ là đi theo vòng cũng y gan bữa hổm nha. Dạ. Nhưng mà ấy là thảy 3 lần. Mà trong hết vòng á, là ai mà được 3 lần cao nhất là người đó sẽ được phần thưởng. Thôi thì bây giờ hết tiền rồi, 2 xị thôi nha. Tại vì bữa hổm có 5 xị rồi, giờ 2 xị thôi cô chú anh chị. Tại vì tụi nhỏ đi học rồi kia ăn cũng không có nhiều chân á. Chơi tiết kiệm đi, giờ gần Tết khổ rồi. Bây giờ mình vô cái cuộc chơi luôn. Ủa bữa chơi không được hả? Đây là cái này, cái chảo bây giờ để đâu? Để đây luôn à. Bây giờ ai trước? Tính theo vòng nha, như chơi nhớ hơn ra nha. Con biết chưa? Con biết chưa? Bé không? Và ai nhất? Chị Trang trước. Ai trước? Đây là tao trước luôn. Rồi. Câu 2 trước chưa? Dạ ok. Thử cái lần này có thắng không nha. Chuẩn bị nha quý vị nha. Đợi xíu. Chưa nhẹ nè. Thông minh. Thật là thông minh. Rồi có ai trước? Nhớ nha, giọng nha. Mày trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Trời ơi, đèn chớp. Qua đây nè con. Cái gì vậy bà nội? Cậu hai. Có ai? Cái gì trời, cái gì mà hả? Cái cậu á. Rồi chứ rồi. Điện bột luôn nè. Cái mày rồi. Rồi kìa tới ai? Cái mày vô rồi. Ơ nhỏ bạn hết rồi. Chưa có đúng. Rồi. Cũng nó dây chơi rồi vậy đó. Một. Một hết. Ba đứa một đứa. Cái mày chứ. Đứng qua mặt đây con. Chăm con đi qua đây chăm. Mà tại giờ không ai cầm cái cam kìa. Con đứng bên đó sao thấy con. Rồi chơi nhớ vòng nha. Cái trăm năm mấy cái con. Mày, cái con mày vậy. Chúng sao con chén nó thôi vô. Rồi nè cho chúng nó chén nè mình xong rồi. Chết mày chết. Chết. Ta được chết. Không ai chết mà. Không ai chết. Đó con. Đó chú Hai. Chết rồi mà. Chưa. Mình mới vô đúng tay rồi. Em là chết. Tôi không biết nha, tôi chết rồi đó. Cái gì từ từ quay làm cái gì đây, chết như vậy. Ơi chưa mà. Chưa. Đây. Nè, tao ơi nãy giờ có thắng cái nào chưa? Chưa. Ấy là cậu chú Hai nè. Không mắc cỡ quá Hai ơi. Mày cũng mắc cỡ nữa kìa. Tao thắng nè. Wow. Thấy chưa? Thấy chưa? Con Hai cái nè. Ai tao mè mà lâu lắm rồi. Đứa nào mới chết rồi. Trời ơi. Tới trăm. Hay nè, nhìn mặt nè, hay nè. Chưa. Thì tới khúc hay chưa. Nè nè, trăm nè. Trăm nè. Trăm qua đây trăm. Tôi chưa chết trăm. Mày hả? Nãy giờ tao mè mà lâu. Ngước lại coi, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại. Cho anh chết em đi. Đây. Ủa tới nữa hả? Ừ. Mắc
cỡ của hai thôi. Nó cỡ quá. Trời có hết trơn đây nè, coi tao nè. Coi tao nè. Này gì cứ. Trời ơi, đây nè, tôi quay thất vọng tràn trề rồi. Đúng rồi. Từ từ chạy. Làm đi, làm đi. Đừng có nhúc nhích, nó ngã, còn nhúc nhích nó ngã đó. Đó, tao nói. Tụi bay còn non lắm. Đuổi mày. Thôi cậu đừng ý nữa cho đủ. Ê, nè, cái con là chết nhẹ nhàng nha. À, nhẹ tao không biết nè, nhẹ nè. Chết nhẹ một ngón thôi. Không có một ngón rồi. Mọi người nhìn mặt mình nè, thấy à, giống đi đây. Đi qua đây, đi qua đây liền. Thầy chú ơi, thầy lớn thầy chú tụi mày. Đi qua đây liền. Mẹ. Đây, chết nhẹ nhẹ sao? Một ngón. Đây một ngón. Đi qua đây. Đây. Đi chết hạn hán rồi chở chứ nhiều. Đó là ai? Chăm qua đây con. Chị chăm đi xuống. Chăm mà đi quên đứa rồi không? Mất cỡ quá hay không? Đồ quá. Hay nghe ơi. Con cái dây con ma gì? Ai? Này con mày, mày hả mày hả? Tên hả? Chưa có dấn. Nè hai cái. Có hai một. Có hai. Có hai kìa hai. Thì ra tao thắng cái này quên rồi. Tao quên là chắc rồi nè. Không quên đâu. Đừng. Chưa rồi. Nhá, 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 nhá. Nè mình chơi chết nhẹ nhàng nè, không có chết nguyên bàn nè. Rồi rồi nhớ tới chăm. Sợ từ sớm giờ nó có được camera cầm máy. Mày hả? Rồi. Nè camera là gần cái camera. Camera là gần cái camera. Mày nữa nè, mày nữa nè. Tao me mày nãy giờ lâu lắm rồi. Hai. Tới tao với tao win rồi. Hai cái đúng không? Ừ. Ôi, đừng. Đừng me cậu luôn. Trời. Mày qua đây luôn, mày qua đây luôn mày. Đi. Ra này quay đi. Trời ơi trời. Mày xong mày rồi, mày xong mày rồi. Chống mũi mày tao cho mày đừng mặt. Trời ơi, chết mày mỏi. Tên Trâm. Trời ơi, luôn. Trời ơi, mày. Ở cái trò này không ai win nổi luôn trời. Tao hai cái rồi. Con cái. Rồi vô mắt hả vậy? Mày ơi. Trời ơi, quét con ra. Anh Hán lại đây. Mày làm biết hả? Ngại trời ơi, cái quét vô mắt không còn. Nhắm mắt lại. Nè, đây nè. Nè, vậy hả? Nè, con hai nhà vô mắt cam chết luôn nè. Tới hai. Bà nữ chết nè. Có tao thì thôi nè, giải tán nè. Tao tạo một cuộc chơi là tao win luôn nè. Lẹ đi. Không làm khó được tao đâu. Giữ gì sao nè. Ai út đi mà. Tự tao tạo cuộc chơi là tự thắng luôn không? Ý, để tao thắng lỗ. Khỏi tốn hay vậy. Cái chuyện đó không quan trọng, quan trọng cái trò chơi này là tạo ra đứa nào cũng thấy trong không bị lỗ con nữa. Con thắng ba lần rồi đó. Nè con mới hai lần rồi, chút xíu nữa rồi. Giỡn ha, tao đi quét rồi mà. Thôi bây giờ chắc tôi em kết tốt clip luôn cả nhà ơi. Chưa, từ từ phải còn giới thiệu nữa. Là chắc mai mốt mà tụi em sẽ cái này nhưng mà có thể là chơi sình á, cô chú anh chị. Giờ giờ chơi sình không? Giờ hả? Giờ giờ kiếm gì khác, chơi này vui không mấy kia. Cái chơi gì? Chơi cái trò mà để màu vô đây rồi mình đón. Rồi không ok. Phải mình đón mà mình lấy cái lấy, chơi đó. Chắc là đúng không? Đúng rồi. Rồi ok. Rồi. Chắc theo từng màu á. Rồi rồi ok ok. Rồi hẹn ông bà cô chú anh chị mình clip tiếp theo nha. Bye bye. Bye bye. Rồi đi xuống sông tắm hết luôn. Cứu nào. Đây. 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 Hồi nãy